Quý vị đang theo dõi chương trình Tin Sáng. Người trồng mía có thể sẽ đóng góp một phần thu nhập để thành lập quỹ phát triển mía đường nếu như đề xuất của Hiệp hội Mía đường được thông qua. Để thực hiện đề án tái cơ cấu ngành mía đường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hiệp hội Mía đường đang trình đề án thành lập quỹ phát triển mía đường Việt Nam. Nguồn quỹ này có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng, là tiền đóng góp của người trồng mía, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đường và hỗ trợ ban đầu từ ngân sách nhà nước. Cũng theo đề án này, việc kêu gọi vốn góp vào quỹ sẽ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, nhưng phần đóng góp của người trồng mía sẽ được ủy thác cho doanh nghiệp sản xuất đường khi thanh toán tiền mua mía. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Theo đề án này, từ đến năm 2020, diện tích mía nguyên liệu sẽ ổn định ở mức 300.000 ha, sản xuất 2 triệu tấn đường và định hướng đến năm 2030 sản xuất khoảng 2,6 triệu tấn đường. Cùng với đó, năng suất mía bình quân trên 70 tấn một hecta, năng suất đường 7 tấn một hecta. Mục tiêu còn là làm sao để người trồng mía có lợi nhuận khoảng 40 triệu đồng một hecta và chi phí giá thành đường về dưới 10.500 đồng một ký. Dù quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP đang gặp nhiều khó khăn vì Mỹ đã rút khỏi Hiệp định này, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội để xuất khẩu sang thị trường Mỹ và các nước khác. Đây là nhận định của ông Fred Berger, thành viên ban lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Diễn đàn Xuất khẩu năm 2017 diễn ra ngày 8 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Fred Berger, việc Mỹ rút khỏi Hiệp định TPP là một điều đáng tiếc với Việt Nam, bởi Việt Nam được đánh giá là nước đang hưởng lợi nhiều nhất trong xuất khẩu vào thị trường Mỹ khi TPP có hiệu lực. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là TPP gặp khó khăn, thì cơ hội xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam vào Mỹ sẽ khó khăn như lo lắng của nhiều doanh nghiệp. Thương mại giữa Việt Nam và Mỹ đã phát triển liên tục trong nhiều thập kỷ qua, và chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt con số hơn 40 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và thị trường Mỹ theo cách nào đó vẫn là thị trường dễ tiếp cận hơn với các doanh nghiệp Việt Nam so với các thị trường khác bởi vì nó mở cửa với rất nhiều nước. Đơn cử như ngày hôm nay chúng ta nghe nhiều doanh nghiệp cho biết rất khó khăn để xuất khẩu rau quả, thủy sản vào thị trường Nhật. Mỹ tuy áp dụng các quy định mới về an toàn thực phẩm, tuy nhiên vẫn còn dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sản phẩm vào đây so với các thị trường khác. Ông Fred cũng lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam muốn đẩy mạnh xuất khẩu vào Mỹ, ngoài yếu tố chất lượng, phải đặc biệt lưu ý yếu tố môi trường, xã hội của sản phẩm. Các doanh nghiệp Việt Nam muốn đẩy mạnh xuất khẩu vào Mỹ phải đặc biệt lưu ý cung cấp các sản phẩm chất lượng, an toàn và tuân thủ các yếu tố về mặt xã hội, môi trường. Đơn cử như sản phẩm của bạn được hấp dẫn bởi chất lượng, giá cả hợp lý không chưa đủ, mà phải được sản xuất với nguồn lao động hợp pháp, không phá hoại môi trường, sử dụng năng lượng xanh. Bạn nên nhớ là đa số người tiêu dùng đều rất quan tâm vấn đề này. Cũng theo đại diện Amcham, ngoài thị trường Mỹ, doanh nghiệp Việt Nam nên tận dụng cơ hội xuất khẩu sang nhiều thị trường khác mà Việt Nam có hiệp định thương mại tự do như ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, v.v. Doanh nghiệp cũng nên tận dụng các điều khoản trong hiệp định thuận lợi hóa thương mại của WTO để giảm được 50% chi phí logistics cho xuất nhập khẩu, 50% thời gian và thủ tục cho các hoạt động thương mại. Thưa quý vị, cũng tại Diễn đàn Xuất khẩu 2017 với chủ đề Nhận diện thị trường và quản trị rủi ro trong xuất khẩu, ông Nguyễn Phú Hòa, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã nhận định làn sóng xuất khẩu lần thứ nhất dựa vào số lượng của Việt Nam đã đến ngưỡng phát triển và Việt Nam cần tạo một cuộc kiến tạo cho làn sóng xuất khẩu lần thứ hai để thay đổi năng lực cạnh tranh của sản phẩm, đi vào giá trị gia tăng, nâng tầm thương hiệu và hình ảnh quốc gia. Ông Nguyễn Phú Hòa, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương nhận định, dù kim ngạch xuất khẩu cả nước 7 tháng đầu năm nay vẫn có mức tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ và dự báo cả năm cũng sẽ tăng trưởng khả quan so với năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường thế giới đang có những diễn biến khó lường có thể tác động đến hoạt động sản xuất xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam như tình hình tại các nước châu Âu, chính sách bảo hộ sản xuất trong nước của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, quản trị xã hội, dịch vụ, thương mại v.v. Theo ông Hòa, cuộc cách mạng này có thể làm cho chiến lược phát triển của các nước dựa vào thu hút đầu tư nước ngoài và lợi thế lao động giá rẻ có nguy cơ phá sản. Chiến lược mà các nước họ đang thay đổi, họ có xu hướng thay đổi, giống như tôi nói là như Nhật thì họ đang chuẩn bị đi vào cái giai đoạn là họ đang cố gắng đi vào cái giai đoạn là con người làm việc cùng với máy móc, ví dụ để tăng năng suất lao động. Hàn Quốc thì họ đã đầu tư rất mạnh vào trong vấn đề là thiết kế và nghiên cứu để họ nắm những cái chuỗi sản xuất. Rồi Trung Quốc thì họ cũng đang quay vào vấn đề là tái cơ cấu, quay lại thị trường nội địa và nâng cao chất lượng của sản phẩm. Mỹ thì quay lại xu hướng bảo hộ thị trường trong nước, bảo hộ sản xuất trong nước thông qua các công nghệ phát triển. Thì mỗi nước họ đều có chiến lược cả. Thì điều này nó đặt ra một cái thách thức rất lớn đối với doanh nghiệp của chúng ta là cái năng lực sản xuất của chúng ta.
tức là hiện nay chúng ta vẫn còn dựa vào trong lao động tay chân và lao động giá rẻ rất nhiều, trong khi đó thì thế giới người ta đã bắt đầu từng bước chuyển về cái thành tựu là dựa lên cái mạng mềm thứ tư, trong đó đi vào tự động hóa sản xuất. Như vậy khoảng cách giữa ta và doanh nghiệp, giữa ta doanh nghiệp của Việt Nam và doanh nghiệp các nước khác càng ngày càng lớn. Cũng theo ông Hòa, hiện làn sóng xuất khẩu thứ nhất của Việt Nam, tức là xuất khẩu thô, chủ yếu dựa vào số lượng đã đạt đến ngưỡng phát triển. Việt Nam đang rất cần một cuộc kiến tạo làn sóng xuất khẩu lần thứ hai. Trước đây chúng ta cái việc sản xuất xuất khẩu chúng ta có thể coi như là cái làn sóng lần thứ nhất, nghĩa là chúng ta xuất khẩu thô, chúng ta xuất khẩu không có thương hiệu, không có giá trị gia tăng, thì bây giờ chúng ta phải chuyển đổi sang một cái mà tôi gọi là làn sóng thứ hai, nghĩa là chúng ta dựa trên cái năng suất lao động và đặc biệt là cái giá trị kết tinh, và đặc biệt là chúng ta phải giữ gìn hình ảnh của cái môi trường trong sản phẩm cũng như là minh bạch các thông tin liên quan đến sản phẩm. Theo số liệu thống kê, 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 115,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 200 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với năm 2016. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, ngành dệt may 6 tháng đầu năm 2017 đã có những tín hiệu tốt với tổng kim ngạch xuất khẩu tăng tới 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Dệt may cũng là một trong những ngành được kỳ vọng là sẽ sớm có sự bứt phá trong thời gian tới, nhờ được hưởng nhiều ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do đã được Việt Nam ký kết với các đối tác. Tuy nhiên thì tính đến giai đoạn hiện tại, các lợi điểm này chưa phát huy hết được vai trò của doanh nghiệp. Do doanh nghiệp không nắm vững được những quy định khác nhau giữa các hiệp định và có lúng túng trong quá trình làm giấy chứng nhận và xác minh xuất xứ. Là một đơn vị sản xuất gia công hàng dệt may, thị trường xuất khẩu chính chiếm 90% của công ty Thêu May Thuận Phương là Mỹ. Ông Lâm Văn Hà, đại diện công ty cho biết, doanh nghiệp đang muốn đẩy mạnh khai thác các thị trường Nhật Bản, châu Âu, vì đây là những thị trường đã có ký FTA với Việt Nam, nhưng tình hình tăng trưởng không nhiều vì doanh nghiệp chưa biết rõ về quy tắc xuất xứ và thường mắc lỗi kỹ thuật không đáng có khi xin chứng nhận xuất xứ CO. Thì thông thường các doanh nghiệp gặp những khó khăn, ví dụ như là cái nguyên liệu đầu vô nó chưa có đáp ứng được cái tiêu chí để xin cái CO đãi. Cái thứ hai là do một số doanh nghiệp hoặc là người ta chưa có nắm được các quy tắc xuất xứ để người ta làm cái CO. Không chỉ riêng công ty Thuận Phương, nhiều doanh nghiệp dệt may khác vẫn tập trung vào các thị trường quen thuộc như Mỹ, Hàn Quốc, mà bỏ qua những thị trường tiềm năng đã và đang ký kết FTA với Việt Nam như Nhật Bản, EU. Tính đến nay, Việt Nam đã tham gia vào 12 FTA song phương và đa phương, có 10 FTA đã chính thức có hiệu lực. Trong đó, nhiều FTA được ngành dệt may trông đợi nhiều như FTA Việt Nam-Nhật Bản, Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam-EU. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ thực tế cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa thể tận dụng hết lợi thế mà các FTA này mang lại. Đơn cử với Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có hiệu lực, tỷ lệ doanh nghiệp dệt may tận dụng ưu đãi thuế xuất sang Hàn Quốc chiếm khoảng 60%, trong khi đó tỷ lệ này ở các thị trường Nhật Bản, ASEAN thấp hơn, chỉ khoảng 30%, do yêu cầu xuất xứ nguyên phụ liệu từ vải trở đi chưa đáp ứng. Theo đại diện Hội Dệt may Theo Đan thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân là do nguyên phụ liệu đầu vào chưa đáp ứng được các quy tắc xuất xứ như các cam kết. Hiện tại trên 70% nguyên phụ liệu ngành dệt may phải phụ thuộc vào nhập khẩu, mà đa phần là nhập từ các thị trường không hưởng xuất xứ ưu đãi. Do cái tình hình cạnh tranh, giá cả và cái khó khăn riêng của ngành dệt may Việt Nam mình đó, tức là cái xuất xứ nguyên phụ liệu vì chúng ta nhập tới trên 70%, cho nên cái hiệu quả và cái giá trị thực sự của cái sản lượng xuất khẩu đó, nó có nhiều cái hạn chế, đặc biệt là các doanh nghiệp cũng còn khó khăn vì cái lợi nhuận so với trước từ từ nó giảm. Dĩ nhiên có những cái doanh nghiệp mà may mắn ha, gặp những cái thuận lợi thì cũng có thể tương đối tốt, nhưng mà phần lớn các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa đó thì còn những cái thách thức trước mắt cho cái 6 tháng cuối năm. Trong trường hợp nguồn nguyên phụ liệu đáp ứng được yêu cầu thì theo đại diện Bộ Công Thương, nhiều doanh nghiệp còn bị mất cơ hội hưởng ưu đãi chỉ vì mắc những lỗi kỹ thuật trên hồ sơ khai báo xuất xứ. Thực tế, theo số liệu Bộ Công Thương, tỷ lệ tận dụng giấy chứng nhận xuất xứ CO ở ngành dệt may trong năm 2016 chỉ chiếm hơn 57% tổng kim ngạch xuất khẩu, tương đương với việc hơn 40% sản phẩm dệt may xuất khẩu vẫn phải chịu thuế thông thường, kể cả khi xuất khẩu vào những quốc gia đã ký FTA với Việt Nam. Tại hội thảo tận dụng ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do đối với ngành dệt may, bà Trịnh Thị Thu Hiền, trưởng phòng xuất xứ hàng hóa, cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã chỉ ra những lỗi mà doanh nghiệp hay mắc phải trên hồ sơ khai báo xuất xứ. Theo đó, một số doanh nghiệp thường ghi trên hồ sơ là quần áo thuần túy.
trong khi thực tế ở Việt Nam chưa có sản phẩm dệt may nào đạt được mức độ này, do đó hồ sơ mắc lỗi này sẽ bị bác bỏ. Bên cạnh đó, những lỗi kỹ thuật như hàm lượng giá trị khu vực, tức chỉ số RVC rơi vào khoảng 40%, sẽ dễ bị hải quan nước ngoài yêu cầu xác minh. Ngoài ra, những sản phẩm có dấu hiệu khai mã HS không đúng cũng sẽ bị kiểm tra và có nguy cơ bị từ chối nhập hàng. Một lưu ý mà bà Thu Hiền nhấn mạnh là hóa đơn mua hàng trong nước không phải là chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa. Doanh nghiệp thường nhầm tưởng điều này, dẫn đến hồ sơ xin cấp CEO không được chấp nhận. Ngoài ra, bà Hiền cũng lưu ý một số lỗi hình thức trên hồ sơ như ngôn ngữ khai báo không dùng tiếng Anh, dùng chữ ký tay, sai yêu cầu mẫu con dấu, thiếu chứng từ hóa đơn nước thứ ba. Theo Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may 6 tháng đầu năm 2017 đạt gần 15 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016, cao hơn nhiều so với mức tăng 6% của cùng kỳ năm 2016. Đây là tín hiệu tốt khi tốc độ tăng trưởng của ngành dệt may đã chậm lại trong những năm trở lại đây. Năm 2016, tăng trưởng của dệt may chỉ đạt 4% so với năm 2015. Các chuyên gia cũng cho rằng, để khai thác tối đa những lợi thế của các hiệp định thương mại tự do FTA, trước hết doanh nghiệp phải am hiểu, nắm chắc các quy định đối với từng loại mặt hàng và lộ trình giảm thuế của các hiệp định để được hưởng các ưu đãi. Từ đó linh hoạt xem xét điều kiện đáp ứng về nguồn gốc xuất xứ của nguyên phụ liệu trước khi chọn thị trường xuất khẩu. Sắc đỏ đã nhấn chìm hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 9 tháng 8. Áp lực bán tháo trên diện rộng đã làm cho chỉ số VN Index mất gần 18 điểm. Bước vào đầu phiên giao dịch, thị trường nhanh chóng giảm sâu, sắc đỏ áp đảo trên toàn sàn và khiến cho tâm lý nhà đầu tư trở nên hoang mang hơn. VN Index lao dốc dần và mất hơn 10 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh, trong đó BID của BIDV có lúc chạm sàn. Các mã trụ cột khác như Vinamilk, BLX, Sabeco cũng đồng loạt trượt dốc, càng gây áp lực lớn cho thị trường. Bước sang phiên chiều, những tưởng đà giảm của chỉ số sẽ dừng lại, nhưng trước tình trạng bán tháo trên diện rộng, VN Index tiếp tục lao dốc mạnh, cổ phiếu BID giảm sàn với lượng khớp lớn. Bên cạnh đó là hàng loạt các cổ phiếu từ lớn đến nhỏ đều chìm trong sắc đỏ. Khép phiên, VN Index mất gần 18 điểm xuống còn 773,66 điểm, thanh khoản tăng vọt gần 5.400 tỷ đồng, tương đương hơn 300 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. Tình trạng lao dốc trên sàn HOSE cũng khiến cho chỉ số HNX Index có phiên mất điểm mạnh. Các cổ phiếu chủ chốt tại sàn này đồng loạt giảm sâu trước áp lực bán ngày một tăng mạnh dần. Chốt phiên, HNX Index giảm 1,19% về mốc 101,07 điểm, khối lượng giao dịch hơn 120 triệu đơn vị, ứng với trên 920 tỷ đồng. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị theo dõi những thông tin đáng chú ý sau. Trung bình một lao động tại thành phố Hồ Chí Minh phải vượt qua 48 lao động khác để xin được việc làm. Đã có gần 70% thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học trong đợt 1.